Kính chào bà con, hôm nay ngày 7 tháng 6 2021, chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ giá mủ cho bà con. Thì sau đây là giá mủ mà bà con chia sẻ về ở Phú Yên ngày hôm nay. Thì mủ nước vẫn ổn định là 380 đồng trên một độ, còn mủ chén thì tăng lên thêm được 2.000 đồng trên một ký nữa. Mủ chén ở Phú Yên là 20.000 đồng trên một ký đó bà con. Mủ chén mà 20.000 đồng trên một ký thì mủ dây chắc cỡ gần 30.000 đồng trên một ký á. Anh em Phạm chia sẻ, để chúng tôi sẽ liên hệ với anh em Phạm để hỏi về giá mủ mủ dây ha. Giá mủ chén là 20.000 đồng trên một ký ở Phú Yên nha bà con. Còn ở công ty cao su Phước Hòa ngày hôm nay mủ nước giảm, mủ nước là 355 đồng trên một độ. Công ty cao su Phú Riềng thì mủ nước là 365 đồng trên một độ. Công ty cao su Đồng Nai, mủ nước loại 1 là 370 đồng trên 1 độ. Mủ nước loại 2 là 363 đồng trên 1 độ. Ở công ty cao su Lục Ninh thì mủ nước vẫn ổn định với mức là mủ nước 378 đồng trên 1 độ. Mủ chén là 17.100 đồng trên 1 ký. Ở công ty cao su Bình Long thì mủ nước là 365 đồng trên 1 độ. Ở Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận thì anh Thiện chia sẻ mủ nước là 360 đồng trên 1 độ. Ở Bình Thuận thì như vậy mủ nước dao động từ 360 đến 370 đồng trên 1 độ. Riêng ở Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận thì anh Thiện chia sẻ là 360 đồng trên 1 độ. Ở An Nhân Tây, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh thì mủ nước ngày hôm nay là 330 đồng trên 1 độ. Mủ chén là 14.500 đồng trên một ký. Anh Tuấn chia sẻ ở ngã tư quốc tế Hôn Một, Phú Vân, Bù Gia Mập mủ nước là 365 đồng trên một độ. Ở Phú Nghĩa là 355 đồng trên một độ. Ở Chơn Thành mủ nước dao động từ 335 đến 340 đồng trên một độ. Mủ chén thì 15.000 đồng trên một ký. Mủ chén thì ở địa điểm của cô Hồng đường số 7 đó, thì 15.000 đồng trên một ký nha bà con. Ở Minh Hưng, Chân Thành mẫu nước là 330 đồng trên 1 độ. Ở Dầu Tiếng, Bình Dương 345 đồng trên 1 độ. Ở Bầu Bàng, Bình Dương 335 đồng trên 1 độ. Ở Đồng Phú 345 đồng trên 1 độ. Ở Minh Tăng, Dầu Tiếng, Bình Dương 350 đồng trên 1 độ. Ở Long Tăng là 355 đồng trên 1 độ. Ở Kon Tum 320 đồng trên 1 độ. Ở Tân Quang, Hớn Quảng 345 đồng trên 1 độ. Ở Thuận Lợi 350 đồng trên 1 độ. Ở Ia Chia, Gia Lai 345 đồng trên 1 độ. Ở Thống Nhất, Bù Đăng dao động từ 355 đến 370 đồng trên 1 độ. Ở Phú Riềng là 355 đồng trên 1 độ. Ở Tân Hưng, Hớn Quảng là 350 đồng trên 1 độ. Ở Tân Lợi, Hớn Quảng là 355 đồng trên 1 độ. Ở Sa Thầy, Kon Tum là 320 đồng trên 1 độ. Ở Nấm Nung, Krông Nô, Đắk Nông là 360 đồng trên 1 độ. Ở ấp 1 Nha Bích thuộc Đồng Xoài, Bình Phước mủ chén là 15.000 đồng trên 1 ký. Ở Đồng Xoài thì mủ nước là 350 đồng trên 1 độ. Ở Long Bình, Phú Riềng là 355 đồng trên 1 độ. Ở Phước Long là 379 đồng trên 1 độ. Ở Cư Rút, Đắk Nông là 360 đồng trên 1 độ. Ở Phú Trung, Phú Riềng 355 đồng trên 1 độ. Ở Bình Thuận thì dao động từ 360 đến 370 đồng trên 1 độ. Ở Phước Tính, Đắk Nông 360 đồng trên 1 độ. Ở Đắk Lắk 340 đồng trên 1 độ. Ở Nghĩa Bình 350 đồng trên 1 độ. Ở Hôn 10, Long Bình, Phú Riềng 355 đồng trên 1 độ. Ở xã Thành Tâm, Chơn Thành 335 đồng trên 1 độ. Ở Trảng Bàng, Tây Ninh mủ nước là 335 đồng trên 1 độ. Mủ chén là 14.500 đồng trên 1 ký. Anh Thành ở Trảng Bàng, Tây Ninh chia sẻ. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ luôn với bà con là có lô hành lý mới ở 50 hectare ở Tân Hiệp, Tây Ninh á. Giống BB235 và GT1 bán 2 tháng và mỗi tháng là 2,6 triệu đồng trên 1 tháng. Anh Nghĩa là chủ thầu cây thì qua hình ảnh anh Nghĩa chia sẻ thì chúng tôi nhận thấy cây rất là đẹp. Số điện thoại của anh Nghĩa để bà con liên hệ để mua cây là 0977
092969. Thì anh có chia sẻ ở mũ giá mũ ở khu vực này đó là 365 á. Và chúng tôi cũng chia sẻ cho bà con cái thuốc mà để mà thông miệng cào á, chúng tôi gọi tắt là thông miệng cào á. Tại vì nhiều bà con cạo mở miệng đầu mùa nó hay bị đặc và bị chảy lem ra ngoài, để mà cho nó thông miệng cạo nó không bị đặc và chảy lem ra ngoài đó, thì bà con dùng một chai Ridomin á, Ridomin cộng với nửa hũ 2.5 cộng với một chén nước, mình quậy đều lên mà mình bôi cho khoảng 500 cây á, thì bôi một lần là nó sẽ thông miệng nha bà con. Thì công thức này thì của anh Tuấn ở Củ Chi chia sẻ. Nếu bà con muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ cho số điện thoại của anh Tuấn á, anh Tuấn sẽ chỉ cụ thể cho bà con cái thuốc thông miệng cạo này. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bà con đã nhiệt tình gửi giá mũ về để chúng tôi có những cái thông tin chia sẻ ngày hôm nay cho tất cả bà con được biết. Video chia sẻ giá mũ ngày hôm nay xin được phép kết thúc ở đây. Chúc bà con một buổi tối nhiều sức khỏe và ngủ ngon.